Bây giờ đang là cuối ngày rồi. Và bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe là cưới nhau như thế nào. Lần đầu tiên của mình gặp vợ mình thì mà nói là hai đứa gặp nhau ở bên nước ngoài, hai đứa cùng đi du học với nhau, mình sẽ không bao giờ yêu đứa con gái trong như thế này. Thì mình thấy là mình gái hơi sớm nên là cuối cùng thuận mọi người, và đây là kết quả của 4 năm sau. Từ cấp 2 em đã ngồi ăn phở người, bố mẹ chở cho mỗi giờ học tiếng Anh. Chúng năm sau mình yêu nhau như định mệnh, em sợ lòng khi được vắt hộ miếng chanh. Mình gần nhau từ hồi học RMIT, em giật mình có ông nào thật 93. Nhưng nói chuyện với anh sau em mê tít, ngọc tân mà nhìn là thấy uy tín ha. Em có nhớ đêm hôm đó ở Phú Quốc, em ngỡ ngàng khi nhận được lời cầu hôn. Trong cơn say em gật đầu rồi đi ngủ, liệu ôn nhân có phải nấm mồ chỗ. Anh có hôn em ở Phú Quốc à? Phú Quốc nào, anh có hôn Đà Lạt mà. Thế lúc đấy mình có tỉnh táo không? Kiểu mi sao em lại hỏi anh thế? Sao lại hỏi lúc đấy em tỉnh táo không? Anh không nhớ em được bao nhiêu cái nữa, anh đây lại chẳng muốn được tháo gông. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Sau khi chôn tình yêu được 2 năm thì bọn mình quyết định đào nó lên và chôn xuống lại một lần nữa. Khi tiếng em cười, là hôm nay anh biết anh vẫn được yêu em. Như anh mất trời, vì con tim tôi thôi khi không ở bên em. 10 năm, 20, 30 năm nữa sẽ ra sao? Rồi chúng mình đã cùng đi như thế. Vì dính dịch lịch cưới phải giãn ra bao, cố gắng vẽ thêm rồi nhờ thiết kế. Cưới được rồi cuối 2023. Cảm ơn em đã bên anh mọi lúc, dù khoảng cách của mình là gần hay xa. Những mệt mỏi của anh sẽ không còn nữa khi tới cổng thấy em ở cửa nhà. Tình yêu anh luôn đầy như nước phở thứ tay bố và tay mẹ anh vẫn chan. Quẩy đi em, đám kết mà không phải ngại, bố anh bảo còn 2 cân ở cửa hàng. Quẩy 2 cân xong rồi em cân 2 nhá, ý anh ấy là tả phìn và tả van. Anh định đặt tên hai đứa nhỏ như thế, đồng ý đi anh cấm em đầu hả? Thôi, bầu bí đi lại khó khăn lắm. Khi tiếng em cười, là hôm nay anh biết anh vẫn được yêu em. Như anh mất trời, vì con tim tôi thôi khi không ở bên em. 10 năm, 20, 30 năm nữa sẽ ra sao? Tình ta vẫn mãi tươi xanh, sẽ mãi bên nhau đậm sâu như một bàn tay. Mưa rơi nặng hạt em cứ lên anh chở nhé. Dù là anh biết mi tự lái được bi em, nhưng em vẫn nhớ lời bố lời mẹ dặn không để điều gì được làm ướt mi em. Thế để nhiều tiền đâu mà nuôi. Vấn đề là chính thôi em đừng lo nữa, vì làm ở S Channel anh có dư. Thiên Hạo cứ thích đồ như thế, thiếu tiền anh về bên phải mời lời quốc sư. Mi ơi về với anh hôm nay nhá, giống bố đưa mẹ về nhà mình năm xưa. Mình hạnh phúc vì có nhau khi còn trẻ, ngồi cụm trà đá bàn chuyện nắng mưa. Chuyện tình yêu bao năm qua thực tế, người đến người ở người bước chân đi. Anh hứa sẽ yêu em đến tận thế, bởi vì hai đứa mình là tân mi. Tà Phìn, Tà Van, hôm nay bố sẽ kể cho các con nghe về câu chuyện. Khi tiếng em cười, là hôm nay anh biết anh vẫn được yêu em. Như anh mất trời, vì con tim tôi thôi khi không ở bên em. 10 năm, 20, 30 năm nữa sẽ ra sao? Tình ta vẫn mãi tươi xanh, sẽ mãi bên nhau đậm sâu như một bàn tay chỉ nhiều hai.